Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Xin chào mừng các anh tiếp tục trở lại với kênh bán đồ âm thanh của Nguyên Vũ Audio. Đấy. Và trong clip ngày hôm nay thì là em vâng thì trong clip ngày hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là ba bộ dàn bốt. Đấy. Hàng bãi xịn của Mexico nhá, hàng bãi xịn của Mexico về phục vụ các bác là nghe nhạc cho các cái phòng diện tích vừa phải và trong chung cư nhá, để nghe nhạc rất là hay. Bose thì chắc chắn em không phải giới thiệu quá nhiều về cái thương hiệu này nữa, bởi vì đây là một thương hiệu nó đã quá khắc sâu ở trong cái tâm trí của những cái người chơi âm thanh rồi. Bose, Pioneer, Victor đều là những thương hiệu rất lớn, trong đó thương hiệu Bose thì của Mỹ này là cực kỳ lớn luôn. Đấy. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác ở đây là ba bộ dàn bốt nhé, và có tầm giá từ khoảng tầm 6 triệu 8 đến khoảng hơn 9 triệu. Đấy, thì các bác nào ai chúng ta ưng bộ nào thì chúng ta alo cho bên em để lấy hàng bộ đó nhé. Đây ở đây là để em bỏ con nói kéo ra đã. Đây đầu tiên là chúng ta sẽ đến với một bộ bốt có mã là con RA12 thuộc dòng bốt 5, thuộc dòng bốt AM5 series 3 nhé. Thuộc dòng bốt AM5 Series 3. AM5 Series 3 nó sẽ có nhiều các cái phiên bản khác nhau. Có RA10, RA12, RA15, RA18. Thì đây là con RA12 nhá. Đấy. Đấy. Thế tại sao nó lại gọi bốt AM5 Series 3 thì Series 2 gì đó thì tí chúng ta xem đằng sau cái súp để thấy. Này. Cái bộ này thì nó về đây. Đấy, nó sẽ gồm có đây một con súp AM5 này. Đấy. Hai chiếc loa QB kèm theo chân đế của nó này. À, chân đế này là em mua thêm và em lắp vào đây. Phục vụ bác nào cần chân đế để như thế này nhá, để treo nó loa nó lên cao như này. Còn bác nào không lấy chân đế thì em sẽ tháo chân đế ra. Đấy, em sẽ bỏ chân đế đi và em sẽ trừ tiền cho các bác nhé. Này, bộ chân đế sắt này là nó 1 triệu một đôi này. Đấy thì bác nào không lấy thì trừ đi 1 triệu cho em nhé. Đấy. Đấy, còn giá em sẽ báo là báo cả gồm chân đế nhá. À, bộ này thì các anh về các anh có thể nhìn thấy là nó về đầy đủ dây loa này. Đây là hai cái dây loa kết nối từ âm đi vào súp này. Đấy. Và trên cái loa này nó sẽ có hai cái dây đã được đấu sẵn vào đây rồi. Đấy là để đấu từ súp lên loa nhá. Đấy. Bộ dây của nó đây. Bộ dây của nó đây của loa đây nhá. Con loa QP này thì nó có rất là đẹp luôn. Cái loa này gọi là loa QP. Đấy. Việt việc đọc theo tiếng Việt của mình là nó cube đấy. Nha cube nghe có vẻ hơi hiểu nhầm nhỉ. Và có một số người thì gọi đây là loa xí ngầu nhé. Loa xí ngầu mình nhìn nó có hai cái loa con như này, mỗi cái loa này sẽ gồm hai cái loa con, là hai cái loa con này nó có cái kiểu dạng hình vuông như cái xí ngầu nên người ta gọi là loa xí ngầu đấy. Đấy, và các anh nhìn đây là bốt nhé. Đấy. 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 Hai cái loa nó về còn rất là đẹp này. À, cái loa còn lại đây à, cái còn rất đẹp nhé. Đó. Đây là súp của loa. Súp của bộ loa của bộ dàn Bô RA12 nhé. À, cái nhìn này. Súp còn rất là đẹp luôn. Đây nó còn gọi là một tên khác là Bose AM5 Series 3, là bởi vì đây AM5 nó là viết tắt của cái từ Acoustimat này, Acoustimat 5. Acousti là chữ A, còn mat là chữ M. Đấy nó sẽ gọi là AM5. Đấy. Đây Series 3 đây, Series 3 là mã đây, Series 3 là mã đây. Đấy thì anh nhìn đằng sau đây nha, cái súp đây. Cái súp này thì mình sẽ kết nối nó với âm ly, sau đó từ súp mình lại kết nối với cả dây loa nhé. Đây thì đây các anh nhìn lại input này, input là form âm ly or receiver này, tức là con này thì mình thích có thể chạy độc lập nó được bằng cách là mình chỉ có dùng lấy mỗi cái súp và hai cái loa này là mình kết nối vào một cái âm ly khác là được này. Đấy và output là to QB speaker này đấy. Đấy từ đấy từ QB xuất hiện xuất phát từ đây. Đấy, từ loa QB xuất phát từ đây nhá. To QP speaker. Đấy. Thì nguyên gốc của nó chính là từ QP này, QB đấy. Đấy.
đấy, 2 QB speaker. Đấy thì chính vì thế mà cái loa này được gọi là loa QB. Đấy, loa đặt tên theo đúng cái tên mà nhà hãng người ta đã đưa ra. Đấy, và Bo này thì đây, sản xuất tại Mexico này, made in Mexico đấy. Một hãng của Mỹ nhé. Bo là một hãng của Mỹ. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, loa súp rất là đẹp nhá. Đấy, loa súp rất là đẹp luôn. Đấy. Em sẽ trả nó hai cái loa này về vị trí cũ của nó. Đấy. Cái này thì em phải đặt rất là nhẹ nhàng để tránh đấy. Đấy, và đây là hai dây loa nhá. Đấy. Đây là khiển đi kèm. Đấy. Dùng cho đầu máy CD và âm đi. Đấy. Đây thì đây là bộ gồm một CD và một âm ni của Bo này. Đấy. Đấy, các anh nhìn này. Đây, cái này nó chính là receiver RA12 này. Đấy, Bo receiver RA12 thì đây chính là tại sao lại có cái từ from receiver đấy. Đây là từ cái từ xuất phát từ này. Bo receiver RA12 đấy. Thì cái bộ này nó sẽ được đặt tên theo cái receiver đi kèm với cả cái con nó support ở Christmas này. Đấy thì nó là, em xin lỗi tiếng Anh của em không thạo lắm nhưng có thể là em sẽ đọc hơi sai, các bác cũng đừng cười nhé. Christmas hay Christmas này, em không nhớ chính xác lắm nhé. Đấy thì nó đã đặt tên theo cái bộ dàn này, sẽ được đặt tên theo cái receiver này. Đấy, receiver đi kèm của nó. Ví dụ như con này là receiver là RA18 chẳng hạn, thì nó sẽ là RA18. Receiver của nó là RA10 thì nó sẽ là RA10. Đấy. Receiver của nó là RA12 thì nó sẽ là RA12 như các anh thấy ở đây. Đấy, được chưa? Này, con receiver và cái CD này nó về là còn rất là đẹp này, các anh nhìn này. Đấy, cái receiver về rất là đẹp luôn. Các anh nhìn thấy không? Đấy. Đấy. Hàng về là đầy đủ dây nguồn. Dây kết nối AV để đưa lên trên âm ly, để đưa tín hiệu từ CD xuống âm ly này. Dây bãi từ bên kia về luôn nhé. Đấy. Đấy, và dây côn trồ của nó đủ hết luôn. Đấy. Đấy. Hàng về đẹp tuyệt trần luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Đấy nhá, thì đây là cái toàn bộ cái bộ RA12. Đấy, thì bộ này giá của nó là đi 9 triệu 500. 9.500.000 nhá. 9.500.000. Đấy. Thì đây là bộ Bose RA12. Đấy. Tiếp theo ở bên này là bộ Bose, Bo hay là Bo xe gì đấy. Em thì em hay đọc là Bose, Bose. Nó Bo nhá. Em hay đọc nó Bo. Đây. Thì loa Bo này, thì bộ loa Bo này là bộ loa Bo 321 trơn này, Bo 321 đấy. Bộ này thì là tên của nó sẽ theo cái swoop của nó này. Này. Hàng về như các anh thấy là đây là hai con QP này còn rất là đẹp này. Được chưa? Này. QP. Và đây là khiển này, khiển của nó này. Khiển của nó đây. Đây nhá. Súp này. Úi giời. Đây súp đây. Súp bằng rất là đẹp luôn. Đấy, cái này thì nó hơi, nó có cái chân nó mút ở dưới đáy, em hơi xó xoay thôi. Anh cho em chờ em tí nhá, em cho cái này đã là. Đấy. Bose rất là đẹp, anh nhìn thấy không? Đây. Được chưa? Đây. Đấy, con này thì nó sẽ đây, tên của cái bộ già này nó sẽ ghi ở trên đây. Bose BS321 này. Đấy. Là súp của nó nhá. Súp của nó đây, hàng made in Mexico là xịn luôn. Đó, được chưa? Này. Và đây là bộ dây kết nối của nó nhá. Bộ dây kết nối này. Bộ dây này là bộ dây để kết nối lên loa QB này. Đấy, hai cái này là nép ride này. Đấy.
Đây là dây để kết nối từ súp lên trên bộ điều khiển trung tâm là cái này, là bộ này. Cái bộ điều khiển trung tâm đây nhá. Cái bộ này về thì em đã test rồi là CD vẫn đọc ok nhá. Cái bộ này thì là CD cũng đọc ok này. Đó. Thấy chưa? Đây các anh nhìn đằng sau này nó sẽ có hai cái rắc cắm này. Này thì nó sẽ tương ứng với hai bộ dây này nhá. Là chân to sẽ là bộ dây này và chân nhỏ sẽ là bộ dây này. Bộ dây này. Được chưa? Đấy. Và con Bose 321 này thì nó sẽ có cả giải mã quang ra V. Này các anh nhìn này. Giải mã quang ra V nhá. Optical. Đấy, mình có thể cắm đường quang vào đây để làm giải mã quang ra V và giải mã trực tiếp để nghe nhạc từ TV Smart xuống nhé. Đây cái tên của cái điều khiển trung tâm sẽ nằm ở dưới đáy đây. Bạn nhìn thấy chưa? Bose Model AV321 Media Center. Đấy, chính là bộ điều khiển trung tâm của Bose 321. Đấy. Ok nhá. Đấy. Thì em chỉ đặt một cái đáy này thôi là các bác sẽ biết luôn cái bộ bên cạnh đây cũng sẽ như thế luôn này. Nhìn giống hệt nhau mà. Đấy. Thì bộ này thì là CD vẫn còn đọc ok nhá. Và giá của bộ này là đi 8.600.000. Đấy, 8.600.000. Ok chưa? 8.600.000 nhá. Đấy. Gồm có đây, bộ điều khiển trung tâm, một súp, hai loa QB, một khiển, một bộ dây kết nối loa và đi kèm. Cái này nó nếu như mà bị bộ này mà bị thiếu cái bộ dây này thì coi như là bỏ đi luôn, bởi vì là nó không có cái ấy để kết nối. Không có cái gì để kết nối bộ trung tâm vứt đi luôn. Đấy, nên bộ dây nó rất quan trọng nhá. Em xin phép một tí có khách gọi. Ok nhá, đấy thì là nó sẽ cần có bộ dây này nhá. Nếu thiếu cái bộ dây này thì nó sẽ không điều khiển được cái, không mở nguồn được cái bộ súp này đâu. Đấy thì nó sẽ rất là phí nhá. Nên chắc chắn sẽ cần có cái bộ dây này. Đấy, bộ nào không có cái bộ dây này thì nó vứt đi luôn. Đấy. Bộ dây rất quan trọng nhá. Đấy. Đấy. Thì bộ này nó có giá là 8.600.000. Anh nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Còn bên này là một bộ Bose nữa. À, con này về cũng đầy đủ dây dợ nhá. Đầy đủ dây dợ, nó QB các thứ đầy đủ hết. Đây. Khiển bộ này sẽ là khiển màu trắng này. Đây. Khiển màu trắng nhá. Bộ này bộ khác. Đấy, bộ này bộ này thì là điều khiển, nó đây điều khiển màu trắng nhá. Thêm một bộ nữa. Cũng là bộ 321. Đây. Đây là QB của nó đây. Về độ đẹp thì hai con sẽ ngang nhau. Này. Độ đẹp hai con ngang nhau luôn. Này. Ngang nhau luôn nhé. Bộ điều khiển trung tâm đây. Bộ dây của nó đây. Bộ dây này ở ngoài này mình nhìn thấy được luôn này. Này. Sẽ có chân to chân nhỏ này. Chân to này sẽ cắm xuống súp và cái đầu chân to ở đây. Còn chân nhỏ thì mình sẽ cắm từ cái cục này ra loa. Này. Cái này nó có đây, cục chân nhỏ này anh nhìn thấy không? Đấy, và cái này là cái dây, cái rắc cắm để cắm vào cái loa bầu này. Đấy, nên chính vì thế mới bảo rằng hai cái dây này rất quan trọng. Thiếu bộ dây này thì chỉ phải chế cái này rất là mệt. Đấy. Mà có muốn chế cũng chả chế được. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, nên bộ dây rất quan trọng nhé. Và bộ nào về nó thiếu bộ dây này thì là đúng là chết luôn. Đấy. Đấy, loa bộ này đâu đã súp của nó đây nhá. Đấy. Đấy. À, đây các anh nhìn thấy Bose 321 này, các anh nhìn chưa? BS 321 nhé. Này. Này. Đấy, con này thì nó thậm chí nó còn có ni lông chống xước ở trước cái màn hình vẫn chưa bóc ra luôn này. Đấy, con này thì đây, ngoại hình của con đấy đây nhá. Nè. Cái này thì trong quá trình vận chuyển về thì nó bị gãy một cái nẫy này, đằng sau đều nó hơi ấy một tí này. Hơi bị kênh lên một tí này. Còn cái nẫy này nó bị gãy mất. Này. Này. Nhưng mà nó chả ảnh hưởng gì đâu, nó chỉ là cái nẫy này nó giữ cái ấy thôi, nó không chả ảnh hưởng gì cả nhá. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy, bộ này thì giá của nó thì rẻ hơn bộ này. Đấy. Bộ này thì nó rẻ hơn. Đấy. Lý do rẻ hơn là cái này là em
có test cái CD của nó thì hiện tại là CD đang bị kẹt không ra được. Đấy. Nên là em bán thanh lý rẻ luôn con này nhá. Đấy. Con này thì em bán thôi lỗ luôn này. Em bán lỗ luôn này. Lỗ luôn cho các bác luôn này, em bán thanh lý lỗ cho các bác, anh em thợ chúng ta về chúng ta thử kiểm tra xem nó bị kẹt cái gì. Đấy, hoặc là các bác nào không cần nghe CD nhá. Không cần nghe CD thì các bác có thể là sử dụng cái con này để về cắm TV Smart và cắm điện thoại nghe nhạc. Đấy. Này. Con này nó sẽ hơn con này một điểm là CD vẫn đọc. Con này thì không đọc CD. Đấy thì con này thì là không phải không CD mà CD đang kẹt nhé. Rồi em bán con này với giá là 6.8 triệu. Đấy, 6.8 triệu tức là gần như là em bán lỗ mất gần 2 triệu rồi. Đấy. 6.8 triệu nhá, thì là bác nào có nhu cầu mua con này thì liên hệ cho bên em. Đấy. Thế các bác nhớ cho em này. Bộ khiển màu trắng 6.8 triệu. Bộ khiển màu đen là 8.6 triệu nhé. Bose 321, bộ khiển màu đen là 8.6 triệu và bộ khiển màu trắng là 6.8 triệu. Này. Bộ Bose RA12 này cả chân đế là 9.5 triệu. Nếu các bác không lấy chân đế, bớt đi cho em 1 triệu. Này. Chân đế này em phải bỏ tiền để mua, em nắp lên đây cho các bác nhìn có sự so sánh. Này. Giữa chân đế và không chân đế nó khác nhau như nào để các bác có sự lựa chọn cho phù hợp. Này. Thực ra cả không có chân đế mà đặt trên bàn nó chẳng ảnh hưởng gì cả đâu. Ok nhá, 6 bộ này 6.8 triệu này, bộ khiển trắng 6.8 triệu này, bộ này là 8.6 triệu này, bộ này 9.5 triệu này, không lấy chân đế trừ đi 1 triệu nó còn 8.5 triệu nhá. Đấy, RA12. Ok, thì đây là 3 bộ loa Bose hôm nay em muốn gửi đến các bác. Đấy, tầm giá từ khoảng 6.8 triệu cho đến 9.5 triệu. Các anh nào mua liên hệ cho bên em nhé. Thích bộ nào alo bộ đấy. Vâng. Ok, em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.